cắt rồi người ta hơn. Người ta đem lên để trên này. Chưa có lái bán buôn gì được hay sao. Xe liên hợp cắt lúa, vô đây lúa ở đây là bắt đầu chín tùm lum ra hết rồi. Tiệm gì vậy? Đặt chôm hả? Cái gì? Nhãn lồng đó à. Ruộng ở đây chín, lúa chín rồi nè. Xe nó xuống tày ở đây. Sao? Chó tôi sao rồi? Ờ, nghỉ đẻ luôn mà hả? Để lấy biểu coi. Rồi. Cảm ơn nha. Được rồi, ta mấy. Đây là máy, này là máy suốt cắt lúa. Bây giờ chở gì? Chờ bao hả? Nét đẹp quê hương. Anh ở đâu vậy? Tôi ở Tiên Tôn nè. Lên đó là có ai mắc nợ gì người ta không trời? Có nè, ai mắc nợ chân á. Mà Trần Giang trả chưa hết còn nè. Cái con đó quay đổ một dài nhiêu à. Cái này cũng cao quá mà không biết bao nhiêu nữa, mình nó rõ lắm. Rồi quay gì là có liền vô trong máy là mạng chưa đâu, về phải lồng nhạc gì vô cho nó hấp dẫn. Lên đó là có đủ thứ hết. Ở Tiên Tôn này nhiều nhất. Này mấy anh em người ta vô người ta cắt lúa. Ở đây là tới mùa cắt lúa là cũng là mùa dịch chai đồng luôn á. Người ta cắt lúa xong là mấy người người ta thả dịch tới là người ta vô người ta mua đồng. Hồi xưa là đồng là cho ăn không chứ bây giờ là tính tiền không á. Hồi trước hồi đầu tiên tôi vô tôi hỏi thì có mười mấy 20 ngàn thôi, bây giờ lên 40-50 ngàn. Giờ 50 ngàn đó. Cái đó là tụi cò nó làm giá thôi chứ chủ ruộng sao đâu biết nè. Mình ở đâu vô lận? Ở Trà Sư, kinh Trà Sư cũng gần đây. Ở bên đó cắt chưa? Ở bên đó. Bên đó là vụ vừa rồi nước nó ngập đúng không? À, mới bắt đầu làm rồi cái hộp cơm của nó hấp dẫn. Thằng này nó làm sướng này chắc ăn phải 2 hộp. Này chắc nó không có ăn luôn. Con có lên kênh nó không có gọi không phải lần gì à, nhiều lắm trong đó quay đi vòng vòng vậy nè thấy. Cơm này nè, tài xế này nè. Đấy, cắt lúa máy. Có quay đủ thứ. Cái này là đọt nhãn lồng. Ủa, phải không ta? À, đọt nhãn lồng mà ăn là để cũng có trị bệnh đó. Cái này là để ngủ ngon nè. À, còn cái này là đọt vườn bát nè, ăn để cho no. Cái này thì nó ăn hơi có cái mùi đặc biệt của nó.
cái mùi của đọt nhãn lồng, còn hằng này thì ăn không có mùi gì. Hằng này nấu canh đó, con nấu canh con bào măng bỏ vô ha, rồi bắp. Đại diện này của ông cái gì? Ừ, hình gái đó. Rồi còn bắp đó, bắp non đó, mình ấy nó ra, mình kêu vẫn dịu bào nó ra. À, nấu với canh với cá rồi thêm chút xả vô ngon. Ở trước chú chạy giặt ở Campuchia miền đỏ đó, ăn nhờ ăn ba cái giống này mấy người làm chủ máy suốt xe máy suốt cũng đa số là người Kinh chứ người Khmer cũng ít đó. Đó là mấy ông chăn vịt. Nước rút xuống kinh hết rồi. Bây giờ bà con ta chuẩn bị đất ta làm vụ lúa mới. À, cái đường này chuẩn bị đổ bê tông rồi. Này đá cát này là để đổ bê tông. Nước nhiều thì người ta đặt dến, còn nước ít thì người ta đi xiệt. Có người thì người ta đi xiệt bằng côn,
để ghe côn đi bắt. Đi côn thì bắt cá lóc, xiệt này thì bắt đủ thứ hết, cả trăm con. Còn nước nhiều. Có nông đi xiệt cá cạn hết rồi, đâu còn cá nữa. Nó rút cạn rồi á, bà con người ta chuẩn bị đất để người ta trồng lúa tiếp. À, cái này là ông này ông đặt cái giới bây giờ nước nó cạn rồi, bây giờ người ta chắc là dẹp giới trồng theo không, trồng nước mênh mông luôn. Nước này giờ nó rút nó cạn lại thôi, cái này mấy cái mương nội đồng. Lên luôn hả? Có cá không? Cho coi quay chút coi. Hả? Để cho quay coi được mấy con. Nước nó cạn hết rồi, cá cũng xuống hết rồi.